Rồi, đồ cơ quan thanh xin kính chào cô, chú, bác, anh chị em nha. Hôm nay ngày 29 tháng 3, em lại lên một video là 670. Video này là một lô cần bảy nhật các bác nha. Ở trong này thì cũng có một số cần như là cần tay, cần ISO khuyên nhỏ, rồi cần xúc. Đây các bác, đó. Một số cần phíp và một số cần carbon nha. Như ở ngoài này có vài số carbon và còn lại là phíp ha. Giá cả thì cũng bình dân cho các bác về chơi ha. Đó. Lúc này thì em cũng bao ship cho các bác luôn, các bác được kiểm tra hàng trước thanh toán nha. Đó, cho em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Các bác nào ở gần thì về 719 xẹt 60 Huỳnh Tấn Phát alo cho em ha. Rồi, để em lên cái mã hàng đầu tiên các bác lựa chọn ủng hộ nhé. Ở trong này là mã số tự là từ số 1 đến số 23 các bác nha. Đấy. Cây mà hàng đầu tiên các bác là một cái cần tay. Đây. Cần tay này là nó còn cái ống bảo vệ nó này của thằng Tunamin ha. Ống này là bằng nhôm, bằng kim loại ha. Và nó có cái bảo vệ rất là chắc chắn luôn. Đó, ở trong này còn có một cái bao của nó luôn các bác nha. Bao của nó đây. Tôi nằm bên đây qua nha các bác. Cái bao của nó. Rồi phần trong của nó các bác ạ. Nắp đầy đủ luôn nha. Đây qua Turamin. Cái này là dài 10 mét các bác nha. Nó là 10 mét ha. Mười mét nhưng mà nó bị chế kia ra. Chế cái đuôi rồi các bác nha. Chế tại phần tay cầm này. Nó chế phần tay cầm này nha. À, chế bằng tay cầm này 10 mét nhưng mà em đo thực tế thì còn 9 mét 3. À, các bác nào ủng hộ em thì xem kỹ rồi ủng hộ em nhé. Bu này các bác, bu xoay 360 độ nha. Phôi thì nó tóm lại là phôi khá đẹp đấy các bác. Hàng bãi thì không có thể đánh được trầy xiếc các bác nha. Trầy xiếc nhưng mà có trầy xiếc nhẹ nha. Đó, độ cứng nó cũng tầm 3H các bác nha. 3H hơn 3H nha. Khá đẹp. Phần đuôi nó bị chế các bác nha. Nó có đến mấy lông? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lông các bác nha. Này. Mời cho các bác xem mấy cái phôi. Nó lại bị mất cái phần đuôi các bác nhé. Phần tay nào tay cầm chắc bị gãy, người ta chế lại tay cầm ha.
hôi của nó các bác ạ. Dài 90 mét mà nó nhẹ có 2280 gram. Quá nhẹ các bác nghe. Cây số 1, cây số 1 này là nó dài là một nó dài 10 mét các bác nhé. Nó để trên thân cần nó để dài 10 mét 100 này ha. Mà em đo thực tế còn 9m3. Đọt của nó là đọt 1 ly 9, góc của nó là 25 ly. Trọng lượng là 280 g. Thu gọn là 1m35 nha. Rồi con này nó bị lỗi các bác nhé, nó bị lỗi là bị lỗi cái phần tay nắm ha. Phần tay cầm nó bị lỗi cho nên em để giá là 950 các bác nhé. 950k nha. Cái bao cần này là nó đầy đủ hết nắp rồi bao rồi là đầy đủ hết. Số 1 950. Rồi, tiếp tục cái số 2 các bác. Cây số 2 này là cây Aju nha các bác nha. Cây Aju made in Indonesia ha. Của thằng Shimano ha. Thằng Shimano. Phôi dạng cái phôi nó chế phôi kim cương ha. Khúc này quá đẹp luôn. Đây bù của nó đây, bù của nó cũng 360 độ các bác nhé. Cây này thì cần này phôi khá đẹp nhé. Phôi này thì dài hơn, độ cứng nó cao hơn. Độ cứng con này tầm 4H nha. 4H, 4H hơn các bác. Con này về cho các bác săn hàng là tuyệt vời đấy. Riêng con này đấy. Săn hàng ok luôn nha. Đấy. Phôi cũng khá đẹp, tài sức nhẹ. Này phôi dài cho nên là độ cứng cũng cao ha. 45H nha. À, cái này thì còn nguyên các bác nha, 8m1. Em cũng có đo nó thực tế, em nói thật với các bác chứ cũng là em đo là nó thiếu ở tầm 2 cm, 2-3 cm gì thôi nha. Hay là cái kiểu sản xuất nó ra vậy thì em cũng không có biết nha. Hay là người ta hạ đọt cũng em cũng không rành nữa. Cho nên em đo thực tế thì nó còn thiếu một cm, 2 cm nha. 2 cm. Khá đẹp các bác. Thôi cần là bóng. Hai ba bốn năm sáu 7 lóng các bác nha. 7 lóng. Ok, con này dùng nha các bác, đi về đi săn hàng là cũng ok các bác nha. Aju hiệu Shimano của thằng made in Indonesia. Đấy. Cái này thì là dài 8m1, đọt 2 ly 3, góc của là 28 ly, trọng lượng là 4 lạng các bác nhé, 400 g. Thu gọn thì là 1m34 nhé, 1m34. Các bác nào mua cái bao 1m35 là đựng vừa nó luôn. Cái này 1m34 ha. Rồi, cây số 2 nha các bác. Cây số 2 để cho các bác là 1.450k nha. 1.450k. Đấy. Còn bao với nút thì có gì các bác mua thì em sẽ kiếm sau nhá. Kiếm sau cho các bác.
Cây số 3 các bác. Cây số 3 này là một cái cần tây trợ máy các bác nhé. Đây, đây là cần tây trợ máy. Chỗ này có bị nứt một miếng mà không biết, để em coi này. Nứt phần trong phần ngoài đây. Mà em la mà không để ý nữa. Rồi, cái này là nó nứt là nó nứt miếng ở ngoài này các bác ơi. Em coi nè. Nó nứt miếng này, cái này nó hàng về nó bị va chạm một miếng này này. Nứt miếng này này. Không biết nứt ở trong nhiều không. Ít em cũng để ý nữa. Nhưng mà chỗ này nó có hai cái bọc bảo vệ cái khoe này rồi, chắc có lẽ nó cũng cứng rồi các bác, chắc nó không đến nổi đâu. Cái này là dài 4,5 m các bác nhé. Nó có hai dòm này, chế độ dòm này ha. Chế độ dòm, dòm nó là 5 m nhé, 4,5 m, dòm 50 phân nữa là 4,5 m các bác nhé. Độ cứng 1 ha. Đây là cần tay hỗ trợ máy các bác. Dòm này. Chỗ này là nứt một miếng các bác nhé, nứt miếng chắc không ảnh hưởng gì đâu. Nó có hai cái vùng đen bảo vệ rồi. Rồi cây số 3, cái này dài 4,5 m, dòm 5 phân nữa là 4,55 m các bác nhé. Đây, đọt 0,7, trọng lượng là 180 g. Con này giá là 480 các bác nhé. 480. Nó bị nứt miếng chỗ này ha. Thôi để cho các bác là 400 đây. Các bác 400 nha. À, 48 để lại 400 ha. Đó. Cái số 3 400 nhé. Cái số 4 các bác, cái số 4 cũng là một cần ISO, cần ISO khuyên nhỏ các bác nhé. Dài 5,3 m, em đo thực tế là còn 5,1 m. Đấy. Full lead power. Bát Fuji. Hiệu gì đây? Hiệu Daiko. Đây các bác. Dàn khoen Fuji Xít các bác nhé, Fuji Xít nhé. Bác nào mà không để về chơi cũng được, hoặc về mình tháo mình làm cần tay cũng được các bác nhé. Khôi thì cũng khá đẹp, tay siết nhẹ ha. Rồi cái số 4 này là dài 5,3 m, em đo thực tế còn 5,1 m, đọt 1,4 l, trọng lượng 170 g, giá là 630. Cây số 5 cũng là một cây cần ISO khuyên nhỏ các bác. Cây này dài 5,4 m còn nguyên ha. Độ cứng 2. Phôi khá đẹp. Phôi da rắn này các bác. Khuyên bát Fuji ha. Cái này phôi khá đẹp các bác nhé. Này, phôi còn trơn. Phôi còn trơn, còn bóng lắm các bác nhé. Cái này dài 5,4 m, đọt 0,9, trọng lượng 280 g.
Rồi số 5 giá là 550. Số 6 các bác. Số 6 này là một cái cần lùa máy đứng các bác nha. Này, cần lùa máy đứng ha. Hiệu Xiaomi. Ở trên này thì nó để thông số các bác nhé, nó để là 56 SP 56 độ cứng L thôi nhé, độ cứng L thôi nhé, chứ nó không để độ cứng, nó không để thông số các bác. Đây. Số 6 này dài 1m68, đọt 1.9, trọng lượng 100g, cần này giá là 408. Tiếp tục cây số 7 các bác, cây số 7 là một cái cần rút mini các bác nhé. Này. Cần rút mini, cái này giá 21. Khoen nó này bằng khoen đá sứ trắng các bác nhé. Đá sứ trắng. Về phù hợp với các bác bỏ cốp xe nhé. Đi lô hoặc là xe vẫn ok ha. Đó. Cán bằng mút. Số 7 này dài 21, đọt ly 8, trọng lượng 120g, thu gọn là 45,5 cm ha. Phù hợp cho các bác bỏ cốp xe nhé. Số 7 là giá 470 các bác nhé, 470. Đó thì em cũng có giới thiệu qua một ít cái cần carbon ha, còn lại là cần flip các bác nhé. Còn lại cần flip, cần số 8, số 8 em lên một combo các bác nhé. Một combo này là một cây dài 3,5 m và một cây dài 3,6 m. Cần ISO khoen nhỏ. Cần này là em không có bao khoen các bác nhé. Khoen hư thì cái này là em bán cho các bác về các bác xả làm cần tay nhé. Xả làm cần tay hả? Khoen thì em không để ý khoen nữa. Nó hư em không để ý nữa nhé. Em chỉ bán xả làm cần tay thôi. Nhưng còn giá thì bình dân ha. Đó. Một cặp này. Cặp này có nhiêu đâu, có 250k bao ship. Các bác về xã làm được hai cần tay, quá rẻ. Một cái 3,5 m và một cái 3,6 m các bác. Cái này là ở bên đó là nó viết mực trắng, nó viết vào nha các bác nhé. Chắc nó đánh dấu, nó khỏi lộn cần nó với cần của người khác hay sao á. Cây dài 3,5 m thì đọt 2 ly, trọng lượng là 220g. Còn cây dài 3,6 m thì đọt 1,7 ly, trọng lượng 180g. Combo này là giá 250 các bác nhé, 250k. Rồi, combo số 9 là một combo các bác nhé. Cần này lại cần xúc nha các bác nhé, cần xúc, cần xúc lưỡi khoen các bác nhé, lưỡi khoen, nhưng mà khoen vẫn còn chơi được các bác này. Cần này vẫn còn chơi được nha, em thấy khoen vẫn còn ok này, nhưng mà em bán lưỡi khoen nó bán giá bình dân đâu ha. Phôi cũng khá đẹp ha. Em thấy khoen vẫn còn ok các bác nha. Các bác về để về khoen chơi vẫn được à. Đấy. Combo này một cây 3,6 m là đọt 3,4 l. Là cây này. Trọng lượng là 330g, còn cây 4,5 m là đọt 2 ly, trọng lượng là 320g. Combo này giá 300, số 9 giá 300. Số 10 các bác. Số 10 một cần ISO nha các bác nhé, cần ISO khoen nhỏ. Chất liệu flip nha các bác nhé. Dòng này đa số em thấy người ta mua về người ta hạ làm cần tay á. Khi người ta mua người ta kêu em tháo khoen cho người ta đấy, em tháo khoen người ta.
tháo ra rồi người ta về em vào cái đầu bu trên này nên là người ta về chơi cần tay ha. Cái này dài 5m4, đọt 1.8, trọng lượng 460g, số 10, giá 200. 11 các bác nhé, 11 thêm một cần xúc nhé. Blade cutter 4m55, độ cứng DX. DX nó thì cứ tầm 25 các bác nhé, độ cứng là tầm 25 ha. Dàn khuyên, khuyên đề 3 thì khuyên Fuji, còn mấy cần trước này không có Fuji các bác nhé. Để ít thì độ cứng 325 các bác nha. Đấy. Để đi cầu lục, cầu sông, ao hồ, thoải mái, bác muốn cầu gì cầu ha. Rồi cây 11 này dài 4m55, đọt 2.6, trọng lượng 600g ha. 11 giá là 350. Hàng flip thì giá bình dân các bác ha. 12. Một cần xúc cát nha, cái này cần xúc cát ha. 3m. Dùng các bác cái lăng xê nhé. Cái số 12 dài 3m, đọt 2.7, trọng lượng 240g. Số 7 giá 250k. Số 12 nhé, xin lỗi các bác nhé. Số 12 là dài 3m, đọt 2.7, trọng lượng 240g, giá là 250. Số 7, số 17. Số 12 chứ. Đọt 2.7 mà cứ quán không. Rồi 13, 14 các bác nhé. 13, 14 này. Cặp cần ISO ha. ISO khoanh nhỏ, ISO biển các bác nha. Đây các bác dùng đến biển ha. Một cây của NFT và một cây của thằng Shimano ha. Đấy. Đây nguyên cặp luôn nè. Rất là màu. Hàng bãi phôi có tài xiết các bác nha. Đó. ISO cái nhỏ. Các bác về tháo làm cầm tay đánh biển nha. Độ cứng cao các bác nha. Độ cứng cao. Cái số 13 này. Cái số 13 là dài 54, đọt 3 ly. Trọng lượng là 960g. À. Giá là 200 ha. Giá là 200. 14 này. 14 này là cái cần Shimano, cái này dài 4.5, đọt 2 ly. Trọng lượng là 608g. Con này thì giá 180k ha. 180 ha. Rồi. 15. Đây là một cần xúc các bác nha. Đấy, xúc này. Mình khoen ở đây. Khoen đề 3, khoen gập nó ha. Khôi vàng, vạt nâu ha, khá đẹp, khôi hồng chứ, đọt vàng, tay nắm nó quấn bằng cái miếng cao su rất đẹp các bác nhé, rất êm luôn, 4m2 độ cứng DX, nó cũng tầm cứng 25 ha. Rồi 4m2, cây 15 4m2, đọt 2.6, trọng lượng 620g, cần là giá là 350 các bác nhé, 350k nhé. 16, cũng mà cần xúc nó các bác nhé, cây này thì dài 4m2 nhé,
Dàn khoen bắp lên đây các bác, dàn khoen ra. Khoen này em thấy khoen Fuji, bắt gập đó hả. Dàn khoen bắp Fuji luôn ha. Đấy, khôi cũng có tài chiếc nhẹ ha. Này độ cứng tầm 25 các bác ha. 25. Cây 16 dài 4m2 đầu 206 trọng lượng 500 g. Giá là 350 các bác nhé. 350k. 16 à, 17. 17 lại quay cần tay ha. Cần tay dài 4m5 các bác nha. Phôi khá đẹp ha. Con này tầm 4H nha. Mười bảy này dài 4m5, đọt 2 ly, trọng lượng 260 g. Cần này giá 250 các bác nhé. Mười tám. Mười tám là một cái cần xúc các bác ha. Cần xúc bát cutter 39 độ cứng 20. Hiệu Olympic. Mark in Korea. Ở đằng sau này để cái mark in Korean ha. Mark in Korea của thằng Korea, hàng của Hàn Quốc các bác ha. Phôi khá đẹp này. Cây số 18, cái này dài 39, đọt 26, trọng lượng 450 g. Giá là 350 nha. 19. Chính cũng là mấy cần súp các bác nhé. Cái cần súp Fury súp dài 3m64. 3m64 à. Cái này để 3m6 này các bác. 4 lóng. 3m6. Cái này dài 36, đột 1 ly 9, trọng lượng 320 g, giá 350. Quên cái 20 rồi. 19, 20. Rồi bỏ lộn nữa các bác nha. Rồi cứ vậy đi ha. Rồi 21, cần tay. Cái này hiệu Olympic. Các bác săn hàng các bác nhé. Cái này dài 6m, đọt 21. Góc của nó là 33,5 ly. Trọng lượng là 540 g. Thu gọn là 1m32. Cây số 21 các bác, giá 290. Là một cần tay luôn các bác nhé. Tay này cái kiện này dạng hiệu Olympic luôn các bác. Cần này gần hiệu Olympic. Dòng này có cái chống nổ này luôn ha. Có khoen chống nổ này các bác. Có viền chống nổ chứ. Hai mươi hai, cái này dài 4m1, đột 1m1, trọng lượng 200 g, giá 220 nha. 23. 23 là một cái cần 3 khúc các bác nhé. Cần 3 khúc ha. Hiệu Daiwa, dài 3m.
đọt 2 lít 8 trọng lượng là 310 gram, giá 300 ha. Đây. Thì ở đây em có bán cả máy cả cần nè, cũng có nhiều các loại size máy rồi cần đó. Các bác nào mà mua thì cứ liên hệ cho em nhé, rồi để ở trong này không thích cái nào nữa thì cứ liên hệ cho em rồi em tìm cái khác cũng được ha, không phải là nhất thiết phải là mua ở trong clip này đúng không. Các bác nào cần thì alo cho em rồi em để số điện thoại ở trên máy để các bác lựa chọn ủng hộ em ha. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi đoạn clip của em nhé.